Anh cầm cưa để làm gì đấy ạ? Anh nghiên cứu, anh cắt cái cành này. Đâu anh? Để cho chú Lịch chú thêm được cây nữa mà. À vâng. Làm con Huyền à anh? Đâu anh? Cắt đến đâu anh nhỉ? Nó cắt đây lấy một cái chi này thì Lịch được thêm cây nữa. Ồ vậy cơ. Đấy, ví dụ cái này cắt đi lấy cái cành này. Vâng vâng, vậy mời anh cắt đi ạ. Vietsai chào quý vị các bạn. Hôm nay Vietsai chia sẻ với quý vị anh Khương Baradon Thường Tín về spa một số phôi cho anh Lịch Ninh Bình. Thấy bác chủ đang hy hoáy đây. Em chào anh Lịch. Chào Vietsai nhá. Mưa gió bão lũ vùng xong nó phát triển quá phải anh? Tốt quá, em phải lọc cái bước gì mà. Vậy à? Em nghe thấy anh Khương lại về làm cho anh à? Anh Khương lại mới về hôm qua. À dạ. Cắt mấy cây. Vâng. Tốt quá. Vậy em ra em chào hỏi anh Khương tí nhỉ. Ui cây giả thế. Trước khi ra chào hỏi anh Khương về ngó cái cây này tí của anh Lịch. Ui trời ơi. Ui trời, giả chứ nhỉ. Sợ là cơ địa. Đang đỏ ra. Ừ, cơ địa đã kinh thật quý vị. Lịch này bắt đồ dã man thật. Chúc mừng anh Lịch nhá. Suốt ngày đồ quý về hết này anh Lịch này. Ta chào vào bác Khương thì ở đây bác Khương đây rồi. Em chào anh Khương Baradon nhá. Chào thắng video nhá. Anh ơi, anh chào to tí, hôm nay em lại quên bằng mic. Anh chào thắng video nhá. Vâng. Chào tất cả mọi người theo dõi kênh video bonsai. Vâng. Em thay mặt những người yêu cây chúc anh ngày mới tốt lành. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn. Chúc anh luôn mạnh khỏe và có duyên với những đồ quý. Đi đến đâu là quý là cứ bám theo nhảy lên thùng ngồi. Đúng không anh? Đấy mà là tuyệt vời. Cây bám theo là hiu ở đi theo vậy. Vâng, đúng rồi. Anh Lịch anh ấy chia sẻ là anh mới về từ hôm qua. Về sáng qua. Vâng, thì hôm nay video xay ra thấy anh đang lọc cho đôi trực này. Cũng tương đối là đẹp rồi quý vị này. Cắt xe hơi nhiều. Cắt xe hơi nhiều. Cắt xe. Anh về từ hôm qua là lúc mấy giờ vậy anh? Về trưa mà. Anh nói đúng giờ không? Chị đấy, đấy nhá, chị theo dõi kênh của em đấy. À. Mấy giờ xuất phát, mấy giờ từ Ninh Bình anh phải trình bày nó rõ ràng. Báo cáo với chú là hôm qua là ở nhà chắc tầm khoảng độ gần 9 giờ anh chứ. À vậy ạ. Xuống đây là khoảng hơn 10 giờ. Vâng. Nhưng vì trời mưa nên nghỉ đúng không anh? Như chú nước. Vâng. Nên làm nó chậm tiến độ. Nên là không làm được, ngồi chơi nước. Uống nước chè gọi là chém gió. Đấy chị Phương Thảo nhá, nghe rõ lịch trình của anh Khương Baradon. Cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ. Mời quý vị các bạn theo dõi website chia sẻ cái phôi nó chuyển biến theo năm tháng như thế nào. Để nói về chân bệ quý vị ạ, website thấy từ lúc mà cô vào sang cái chậu này, trước cái đôi chậu tàu, thì để nó ít đất quá cái độ. Nói chung là video thì không nói được cái chuyển biến của nó, nhưng thấy nó bây giờ nó khác hơn nhiều. Đấy. Anh Khương này, cho em hỏi một chút là sao mà lúc cho vào cái chậu này em thấy chân bệ nó cảm giác nó phát triển tốt hơn ở cái chậu to và mỏng kia? Cây này là anh biết nó cũng lâu rồi. Vâng. Trước là em Lịch nó trồng một cái chậu rất là mỏng. Vâng. Dính như này này. Và kiểu như lúc nào nước nó bị khô. Vâng. Mình nó nôm na nó đói ăn. Đói ăn. Cây lúc nào nó cũng nhìn nó cũng bị sơ sơ cây ấy. Wow. Nên là sự phát triển không có. Thế từ ngày em cho ra cái chậu này nó wow, ăn, bởi vì nó bị đói lâu à. Wow. Cho ra cái chậu nó được ăn một chút, không okay. Ăn nhiều nhá. Wow. Đói ăn nó khác, bên là già nó khác đúng không anh? Già đói, cái này là wow. Già wow. Đói. Đấy nó lại khổ. Bây giờ nhìn nó vẫn ok mà nhìn cảm giác nó kiểu lực anh ạ. Thực ra những cây già yeah. Nuôi đến như thế nhưng mà nó có non ra được đâu. Wow. Nó to ra nhưng mà cái da nó vẫn sáng vẫn giữ nguyên. Vâng, nó sáng. Sáng đẹp lên. Đấy. Nên cũng đừng nên o ép nó quá. Vâng. Nó gọi là hưởng tí ăn. Vâng. Với anh Khương này, em thấy một cái điều nữa là khi chặt chân bệ bây giờ nó phát triển ra mới thấy nó có một cái sự giật rụt nhỉ. Gọi là giật rụt của cái tỷ lệ của. Như kiểu truyền khúc. Như kiểu truyền khúc của cắt giật này đúng không anh? Vâng. Nói chung bệ mình cũng cắt giật bình thường. Ôi vậy nhảy như kiểu là xoay bóng nước anh ạ. Từ trên cành giật thì dưới rễ cũng giật. Nhỉ. Yeah. Đấy, gì ạ? Về rễ không cắt chuyển nó xong nó cứ đi. Và dài, cái rễ nó hơi bị
Vâng. À, cho em hỏi một tí nữa, sao nay anh cắt cây anh lại mặc áo đỏ anh ạ? Đấy, anh trả lời nha, sao anh mặc áo đỏ? Đỏ hôm nay khả năng là cây này nó đẹp, mặc áo đỏ cho nó nổi anh. Ôi, Sai chia sẻ một chút này, cho thước phim nó vui quý vị ạ. Vian Sai lại vào cái việc chính là tiếp tục chia sẻ quý vị về chân bệ này. Đấy. Cái chân móng nhìn cái đường nó chạy quý vị này. Thật sự là Vian Sai thì từ trước giờ nói rồi, rất thích về chân bệ của phôi cây cũng vậy. À, thích với cá nhân mình thích. Xong tiếp theo là Vian Sai thích cái thân pháp. Còn cái bóng dáng thì nói chung là quý vị ạ, nhìn từ xa cái bóng đẹp thì cái đấy thì ai cũng thích rồi, nhưng mà về cái yếu tố thích của cây thì Vian Sai thích là như thế. Thật pháp đẹp quá. Con này thân nó mềm mại hơn con bên kia nhỉ? Mềm mại hơn. Đấy, khi mọi người đang chờ anh Khương anh cắt còn một bông này với một quả phúc nữa, Vian Sai sẽ sang bên này chia sẻ với quý vị về cây này đã cắt xong rồi. Có tiện có bác chủ đây phỏng vấn phát xem nào cho không biết nói được không. Em chào bác chủ. Bác chủ cho em hỏi tí là từ ngày mà thay cái chậu sang kia sang chậu này anh thấy cây nó phát triển như thế nào? Nói chung là ngày trước thì anh để ở chậu tàu ấy thì nó mỏng quá thì nó phát triển nó chậm. Cái từ hồi anh thay ra cái chậu này thì nó sẽ biến hóa đi rất là nhiều. Và nó nhiều đất hơn, thứ hai là phân anh cho nó nhiều hơn. Nhưng mà cho anh nhiều vậy anh thấy nó có non ra không? Không, cây già nó không thấy gì cả. Vẫn như thế đúng không ạ? Nó chỉ to ra thôi. To ra thôi. Chứ không non ra, nó đúng không ạ? Non ra, nó không lại. Vậy bác có bí quyết gì mà giữ được như vậy không? Anh thì chậu dài tôi thì 3 ngày tưới lần thôi. À, đấy là bí quyết đấy. Tức là nước là mình cắt bớt đi. Cắt bớt đi thôi. Mà lại vẫn phát triển tốt. Phát triển tốt thì dễ không béo. Chà, đấy quý vị ạ. Đấy, Vian Sai phải thực tế này, phải mục sở thị này đấy, cho quý vị cùng biết được. Cái người chăm thực tế đây, nếu mà nói cây ở vườn này là anh Lịch gần như gọi là 99.99% là anh trực tiếp đấy, vừa tưới vừa nhặt cỏ vừa thuốc sâu, là một tay bác Lịch bác làm hết. Trong đường chạy này đã ban cho anh Lịch à? Cái đùng cua này ngày xưa cành nó to nó phóng thẳng ra ngoài to nhỉ? Nó già nó phóng thẳng ra đây phải... một phát chuyển đây nhìn sướng nhỉ. Và anh Khương bắt đầu anh chuyển nó phát này. Mạnh tay nhỉ? Mạnh tay. Cái tay anh Khương Bà Đồn này cũng ra màn đấy nhỉ? Đúng là không hổ danh là lấy cái tên là Banadon. Tức là chuyên chữa trị đau đầu. Chuyên chữa đau đầu. Đấy, mà ai mà có phôi mà đang đau đầu rồi gặp anh Khương là hết đau đầu luôn. Một là anh ấy mua luôn. Đấy, mang về. Hai là anh làm cho đẹp thêm. Đúng không anh? Đau đầu quá. Từ trước giờ anh gặp anh Khương anh đã còn đau đầu không anh? Không. Hết luôn à? Hết luôn. Có bạc đâu đấy. Nhìn bác chủ này bên ngay mà tươi rói rói này. À thế nghe thấy anh đang xây nhà hả anh? Anh đang xây nhà. Anh đang xây nhà. Chà. Vừa rồi bác bán nhiều phôi không mà đã bác xây nhà vậy? Rồi đang bán cũng nhiều cây. Nhiều cây đúng không? Nói chung vừa rồi em không nói ra nhưng thấy anh giao lưu rất là nhiều cái đợt vừa rồi. Đấy, cái thành quả của một người chăm chỉ. Đấy, như con ong ấy. Đấy quý vị ạ. Ui anh lấy vô chỗ này dã man chưa? Cái này nó chạy dưới nó cuộn này. Cuộn dưới này. Vòng lên đẹp nhỉ. Đường chạy ngày xưa đường chạy đẹp thật. Cái này cũng cắt, quả này cũng đau đấy, mà chuyển một phát lên phát nó được cái độ 3D, nó bành lên nó không bị đi ngang quý vị ạ. Đấy, lại khen nghệ nhân lần nữa, khen thừa nhưng vẫn cứ khen. Có nghĩa là cái này ấy, ngày xưa nó dài cho mấy đây, nó như kiểu một cái trục chạy dài cho mấy đây. Thế là cái này nó là cái quả phúc ngày xưa. Thế thì anh Khương anh ấy... lấy quả phúc để tiếp thân. Chặt này đi. Hay nhỉ. Để nó chịu được điểm truyền. Vâng. Đấy, lúc mới chặt đâu nhìn nó ấy vậy. Nếu nói về cái phôi này, cái cây này, là có hai điểm này là hai điểm đau đầu nhất. Đúng không? Đấy, mà anh ấy cho uống có mấy liều mà anh hết đau đầu luôn vậy. Từ trước giờ mấy liều nhỉ? Có phải 4 liều gì nữa? 4 liều. 4 liều. 4 liều đấy. Bây giờ nó cũng hòm tương đối vậy. Vâng, đẹp anh ạ. Đây, Vian Sai đứng ra xa quay quý vị ngắm. Xem cái tổng bóng của cây như thế nào. Anh em tôi có gì nói hơi quá quý vị thông cảm nhá, cũng chỉ muốn đưa đến cái thông tin quý vị vừa xem vừa cười cho nó sảng khoái thôi. Cuộc sống này cứ phải cười. Đấy. Anh Lịch giang tay phát ra rộng tầm nào Lịch à? Anh chả rộng phết đấy, cây to đấy, sau này phát triển về gần bằng tay anh đấy. Hơn
không, từ bên này sang bên này này. Đấy. Các bạn này, bóng to. Cái này thì xong hết rồi quý vị ạ. Quả phúc anh Khương anh đưa vào định hình ok rồi. Giờ chỉ cần nảy mầm lấy dăm thôi. Đấy, cái này là chỉ nảy mầm lấy dăm nữa là xong. Hầu như tất cả mọi cái xương cơ bản, cái đường chạy cơ bản là anh Khương đã định hình xong. Mới có 4 liều thôi mà đã xong rồi. Cái này chạy đẹp thật. Những cái điểm này. Bây giờ lại nhớ đến anh Hương Bắc Hồng, anh nói ở cây mộc chấn phong của anh Khương Maradon. Cái tay này nó chạy này là tiền nó 50%. Đúng không anh Khương? Thì anh Lịch ơi, cái tay này này chạy này là tiền nó cũng phải 20% của cái cây này. Đấy, quý vị lại trở về cái phôi bên này, anh Khương anh đang lọc. Anh Khương đi chia sẻ một chút. Như cái bông phúc này là hôm nay anh đã định hình xong về cơ bản chưa anh? Cơ bản. Có lại đợi dăm như cây bên kia không? Hay là vẫn phải nuôi một số cái chi tiết? Chi thì thôi rồi, giờ nó đang thiếu dăm thôi. Định hình hết cái đường khung chi rồi. Vâng. Sau là nó ra dăm, mình làm dăm thôi. Vâng. Ở phía trước là phải nuôi. Ở chỗ đấy em thấy nó 3-4-5 trẻ vậy, anh có bỏ đi không hay anh vẫn để vậy? Vâng, à, cưa đây này. Anh bảo đưa anh cái cưa đi. Đây cưa nhá. Rồi cưa đây nhá. Cưa, Kiếp nói rất to mà cái cưa bằng ngón tay. Như anh tiết kiệm mà anh. Anh đi làm vác cưa to tí cho nhìn gia chủ gọi thấy có độ. Bé như có võ, đúng không anh? Anh ơi cho em hỏi một chút ạ. Tại sao anh bỏ cái chi đấy? Trước khi cắt anh có nói một chút, hay là anh cắt xong anh nói? Cái chi này nó đang thừa, nó rút vào giữa này. Và. Nó đang bị rối rắm mấy cái là một, anh nhìn thấy. Giờ bỏ đỡ nó đi. Nó dày quá xong nó rối. Rồi để em hỗ trợ anh, không cảnh này nó rơi xuống dưới nó gãy cảnh khác. Đúng rồi. Đấy. Một cái. Cái kia bỏ được không anh? Có chứ. Bỏ hết luôn. Quý vị, những cái gì mà nó bị kẹp nách, bị thừa mình nên bỏ đi, nó đỡ bị xù đầu nữa anh nhỉ. Đấy. Cái này thực ra qua quá trình nuôi là nó phát triển mạnh quá. Mạnh quá, mình không bị để ý. Cái này là trách bác chủ đúng không? Bác chủ sao nhớ nhá, cái này để thừa. Theo dõi được. À, bác chủ đang mải xây nhà anh ạ. Vừa rồi bán cái phôi đang xây cái nhà. Nói chung vừa rồi thấy bảo bán phôi nhiều. Nhiều phôi đấy. Nhiều phôi lắm. Được đấy. Vâng. Thang máy trong nhà, cả thang máy trong. Có cả thang máy đấy cơ mà. Ngày trước suốt ngày kêu đau đầu anh ạ. Nhưng từ ngày gặp anh phát hết đau đầu phát lại xây cả nhà. Sáng sủa rồi hả? Sáng sủa rồi hả? Khai thông bế tắc. Đi bắt cây đó, bắt cây nào là ăn cây đấy. Ăn cây đấy. Sướng. Không trầm như ngày xưa nữa anh ạ. Sáng ra có đủ cười anh Lịch chấm hết cuộc đời luôn. Anh cười lại cho em phát này nào. Có được. Có cười không? Giờ này đi bắt cây không trầm nữa. Cái thước phim này video sai không dừng một tí nào, không chỉnh sửa thế nào. Tất cả anh em vừa làm vừa nói chuyện để chia sẻ cái khoảnh khắc thực nhất tới quý vị. Thằng thấy thì nó chồng cái là từ cái đất này nó nhỏ nó kia rồi. Vâng. Biến hóa nhỉ. Không nhận. Cái người nào mà quyết định mà mua cái đêu chậu này vào là em đánh giá cao. Đấy. Rất cao về. Tất nhiên đúng rồi, chậu này là chậu form. Anh nhỉ, nó gọi là cái form. Như kiểu gọi là khuôn bánh trưng đúng không anh Khương? Anh Khương. Đây là gọi khuôn bánh trưng mà thôi. Để lấy cái form của nó sau này như vậy mình rút phát sang cái chậu khác. Ví dụ chậu đá hay là bể vế cổ đúng không anh? Ra dáng. Nó ra dáng ngay. Cái này cái trước là tay 1 chứ anh Khương? Hả? Nó là cái tay 1 đấy. Ừ. Dạ. Mà nó hóa thành là một thân. Giờ thành thân hoành đúng không anh? Đấy quý vị. Đấy, biến hóa đấy quý vị. Hóa nó tay 1 đấy. Nó xị xuống rồi. Trong quá trình nuôi nó vẫn nó là cái cây. Vâng. Nó vẫn phát triển nên là nó biến hóa. Dạ. Cho nên là nhiều khi mình bất ngờ là cái chuyện này. Nó cũng nhiều cây nó biến hóa đẹp. Vâng. Hai cái cây này là em được biết từ lúc còn bông bánh cổ Nguyễn Si. Vâng. Đi cả dự sinh nhật hội xuân cảnh Việt Nam cơ mà anh. Đấy. Đấy, đi cả lên đấy cơ mà. Về một phát là gia chủ là
cũng đi chơi nhiều anh ạ. Cũng cập nhật tin tức, về giật phát về mò luôn. Vâng, nhưng mà giật thì không biết giật về đến đâu. May sao lại gặp được anh Khương Baradon. Giật đúng đúng. Giật đúng đúng. Không, nhưng mà cây cảnh nó phải có qua nhiều quá trình như vậy. Vâng. Thắng đâu hết đau đầu ngay đúng không? Đấy, nó không phải vậy. Có những cái gặp anh Khương hết đau đầu ngay. Ngay đúng không? Thay đổi, điều trị rất điểm luôn đúng không? Điểm luôn. Quý vị nhìn tổng bóng này. Thời gặp anh Lịch gặp nó hết tóc bạc đâu, tóc đen gì ấy khá. Đúng không ạ? Nói thật với anh Khương Hoa Đôn là em có một bạn cũng rất muốn lên hình. Nhưng mà vì công việc nên là đang cứ chạy vòng vòng. Khi hình lắm, tình ra ra cho nói có tiếng thì vào. Rất là đẹp luôn này, những tay này quý. Xong hết rồi đấy. À. Xong hết rồi này. Được. Anh Lý ơi, cần đi vút phát ra ngoài đẹp. Ngoài rất đẹp. Cho vậy thôi, gặp rất là nhiều. Gặp nhiều. Gặp nhiều. Đây. Bóng xương này chạy. Đây là những cái tay cũ này. Tay cũ này, đây tay mới này. À, tức là chỉ tiếp mới này. Nói về quả phúc với anh Khương, không quả phúc nào giống quả phúc nào nhỉ? Không giống sao đâu. Anh nhỉ? Nói về các cái chi, cái tay, cái xương ở để thành hình thành quả phúc ấy. Dạ anh nhỉ? Em đi em nhìn rất nhiều rồi, không có một quả phúc nào giống quả phúc nào. Không giống được. Vâng. Cây nó, mình làm là mình theo cây mình làm, mình nói theo từng cây. Vâng. Nó chỉ kết thúc là quả nó bằng giống nhau cái phần trên thôi, đúng không? Nó gọi là hình khối. Hình khối nhau, là giống nhau. Chi tiết thì nó không thể giống nhau được. Mà là chi tiết thì mỗi cái cũng có một chi tiết khác nhau. Mỗi cây mỗi vẻ, mình làm nó cố tình làm giống nhau thì nó cũng hay. Vâng. À, sắp tới lại thấy có triển lãm ở Long Biên anh ạ. Ừ. Wow. Long Biên. Đây này triển lãm thì cũng có thể mát anh nhỉ. Mát thời tiết hợp lý. Thời tiết này quá đẹp rồi. Từ giờ cuối năm em nghe thấy là rất nhiều triển lãm anh ạ. Rất nhiều triển lãm từ giờ cuối năm. Tuyệt vời. Và từ nãy giờ website cũng chia sẻ cũng tương đối là đầy đủ cho quý vị các bạn về hai cái phôi này. Và cũng nghe anh Khương và bác chủ chia sẻ rồi. Xin phép em được dừng ở đây anh Khương ạ. Ok. Anh Khương gửi lời gì tới mọi người, anh Khương gửi. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và gì nữa nhỉ? Gì nữa? Hết đau đầu thì gặp tôi về cây cảnh ấy. Đúng không anh? Hả? Anh em cây cảnh này phát triển mạnh mẽ và đông. Ông làm nói vui nhưng mà rất thật quý vị ạ. Nếu như quý vị có những phôi nào mà đang tư duy mà định hình nó khó thì cứ alo số điện thoại website để trên màn hình để anh Khương Baradon anh có thể tư vấn từ xa, đúng không anh Khương? Còn gần thì có thể anh em uống chén chè để cùng nhau bàn bạc anh nhá. Và cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Website xin phép dừng ở đây. Chúc quý vị các bạn ngày mới vui vẻ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.